Dạ, cơm sang thơ kính chào với cô chú anh chị các bạn, mời cô chú anh bạn giao lưu. Hồi mai chú ý mà vàng đầy đủ ha, đa dạng luôn, đội chiều cao không thấp lòng có, chấm bông sai đầy đủ các cô chú bạn. Rồi với lít mắt thời gian cô chú mình xem nghĩ là thầy tiếp có dưới kênh. Ơi chào có. Đây rồi, chào anh Linh. Dạ, con xin kính chào cô chú anh chị gần xa ha. Con cũng rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã quăng qua đã ủng hộ con. Bữa nay con về là được 9 phôi túi quý, 5 phôi mê vàng nghe cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị xem và ủng hộ con cháu ha. Số điện thoại con là 0352532959, đó là cũng là số Zalo của con nghe cô chú anh chị. Nói chung clip rồi con cũng Zalo cũng thành công. Cụ lại cũng được 2-3 cây, clip này con xin sụp giá Zalo lại. Clip này con về được 5 phôi mê vàng đế đẹp lắm nghe cô chú anh chị. Rồi không mất thời gian cô chú anh chị, con vô cây số 1 ha. Rồi số 1 lục lực búp măng luôn ha cô chú anh chị. Cái giá mini luôn cô chú anh chị à. Cốt lên 3 thằng ha. Cây này nó để hơi nghiêng nghiêng xíu cô chú về trồng ngay làm con ha. Cây đứng nè cô chú anh chị. Tại cái nó con làm bầu hơi nghiêng à. Đây còn bán giá hữu nghị cho cô chú chơi luôn ha. Cầm tay cái bên nhìn đẹp. Đây cũng khá đế, đây khá đế nè cô chú anh chị. Đấy nó không bự không bằng cái vào cái mà đều lắm cô chú anh chị. Cái chủ nhà nó 10 năm mà nó có lớn. Đúng rồi. Già hả tiếc. Rồi con vô thông số luôn nha cô chú anh chị. Không, cái này già thiệt. Già dữ dằn luôn. Tới trăm mấy lần. 26 đi cô chú anh chị. Quanh thấy 26. Dạ. Chiều cao được 31 nha cô chú anh chị. Đường kính bầu là được 43. Dạ rồi, cái mã số 1 con xin giao lưu với cô chú anh chị là 1 triệu đồng. 1 triệu. Dạ. 1 triệu. Cái số 1 hoàn túi. Rồi, phép mình đổi cây luôn. Dạ rồi. Tiếp theo qua cây số 2 hả cô chú anh chị. Cây này lùng lực luôn nghe cô chú anh chị, búp măng hả cô chú anh chị. Cây khá đẹp nghe cô chú anh chị. Lùng mini. Chị cần này ghép đầy đủ. Dạ. Anh cái form này gì lùi về hả cô chú anh chị. Điều tứ diện. Thì về vô bầu mình để bàn chơi cũng rất đẹp nha cô chú anh chị. Không sai lùng lực. Được rồi, con vô thông số luôn nha cô chú anh chị. Quá lùng. Chiều cao nó được 20 rồi cô chú anh chị ơi. Thân đo hai vị trí hả cô chú anh chị. Đây là được 25. Ở đây được 34 hả cô chú anh chị. Đường kính bầu được 50 nha cô chú anh chị. Cái này bầu tới đâu đế tới đó nha cô chú anh chị. Để dễ to. Dạ. Rồi cây số 2 là cây tú quý luôn ha cô chú anh chị. Con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 1.600.000 ha. Con bao phí ship toàn quốc luôn ha. 1.600.000, cây số 1.600.000. Lô này là con bao phí ship cho cô chú anh chị toàn quốc hết nha cô chú anh chị. Có mấy cây mai vàng bầu cũng lớn lắm, cả trăm ký mà họ lỡ bao con bao toàn quốc luôn cô chú anh chị. Con cây hai cây mất công. Dạ rồi, xin đổi phôi luôn hả cô chú anh chị. Xếp thì đổi phôi luôn. Tiếp theo là mã số 3, chú ý luôn hả cô chú anh chị. Này con chờ cho hai đường chơi cho cô chú anh chị chơi ha. Này, cô chú anh chị về không thích thì mình cắt ngang mình chơi ba thân tam tài luôn hả cô chú anh chị. Con thấy đầu chủ nó lắc quá, nhìn đẹp quá con cắt uổng. Đây đế cũng khá đế hả cô chú anh chị, sổ nôm ha. Đấy cũng khá, cũng được cũng khá, ok. Đấy cũng đạt là 60-70% của cô chú anh chị. Thân nó lắc đường nhiều. Thân nó lắc đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cô chú quý. Đấy cũng được, khá. Cây này chơi tam tài cũng đẹp luôn. Cắt giật chơi tam tài luôn cũng vẫn được nha cô chú anh chị. Con cắt chơi hào cho cô chú anh chị thì theo sở thích của chú anh chị chơi ha. Chiều cao tới cổ rễ đây là được 60 hết cô chú anh chị. Cái sổ nhẹ xuống đây được 15. Cây này đường kính bầu nó 58 của chú anh chị. Thân đo vị trí này đi 34 hết cô chú anh chị. 34. Dạ.
khá đẹp hai cô chú anh chị, dán nó lắc lắc để sổ. Được rồi, cây túi quý mã số 3 con xin giao lưu với cô chú anh chị là 2.900.000 nha, con bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. 2.900.000 cây số 3 ngoài túi quý. Giờ ba mấy hoàng túi quý giờ càng kẹt kìa cô chú anh chị. Để cô chú xem cái nào ngay trực tiếp vô có gồm đỡ khó luôn. Được rồi. Tiếp theo là mã số 4 hay cô chú anh chị? Số 4 ha, lộn số 4. Số 4 cũng là túi quý luôn nghe cô chú anh chị, một thân một cốt giót đọt luôn hết cô chú anh chị. Này nó sổ nôm hết cô chú anh chị. Sổ nôm chỉ cành đều to. Cái này già dữ lắm rồi cô chú anh chị. Để này sổ mà cũng đều đặt sát sát. Đầy đủ luôn. Chỉ cành để có đầy đủ hết cô chú anh chị. Chỉ cành nó ghép rất là ok hết cô chú anh chị. Tay cầm nó to ha, bự bự không? Một cốt, giót luôn đầy đủ. Đế này nguyên cục thịt nạc. Gồm lại cái nó chạy xuống xíu á, chạy. Trong này cũng có đế nghe cô chú anh chị. Này còn bự lắm nghe cô chú anh chị. Rồi, vô thông số luôn ha cô chú anh chị. Tổng chiều cao, tổng chiều cao tới cổ ghế là được 102 á cô chú anh chị. Đổi sổ nôm nó thẳng xuống về được 21 hay cô chú anh chị. Đường kính bầu được 55. Quạnh luôn. Quạnh đâu vị trí này đi 26 cô chú anh chị ơi. Quạnh 26. Dạ. Đem đo thử thoát thân này. Cây này thoát thân được 44 hay cô chú anh chị. Này con hạo cũ này cho cô chú anh chị tham khảo, đường 115 hay cô chú anh chị. 115. Dạ. Được rồi, cây túi quý mã số 4 còn xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá là 2.100.000 thôi cô chú anh chị. Con bao phí ship toàn quốc luôn ha. Giá gì chơi luôn. Thân 1 cốt 26 hoành hết cô chú anh chị. Cũ nó được 115 ha. Cái thân cốt cây ghép bo mau chơi lắm nghe cô chú anh chị. Toàn lực. Già cây lắm rồi cô chú anh chị. Rồi, phép đỡ khôi luôn. Được rồi. Rồi tiếp theo là mã số 5 cũng là túi quý luôn nghe cô chú anh chị. Clip này con có 9 cây túi quý luôn nghe cô chú anh chị. Cái này là cái này một thân một cốt giót đọt luôn nghe cô chú anh chị. Chỉ cành đều to. Này khó. Cái cành này quá ok. Cành này quá đẹp rồi cô chú anh chị. Đều. Đế cũng khá đế nghe cô chú anh chị, không thiếu lỗ nào nghe cô chú anh chị. Có đầy đủ luôn. Dạ. Đây này đều. Đế này lật lắm nghe cô chú anh chị. Đây là có đầy đủ cọng trống. Đây ghế to to không. Đây nó có cọng ghế treo ha. Con phá bỏ luôn cô chú anh chị. Giờ nó ôm sát luôn. Cái này form tạng đẹp. Đây rồi, không có thời gian cô chú anh chị. Con vô thông số luôn ha. Tổng chiều cao tới cổ ghế được 83 ha cô chú anh chị. Cây này thoát thân được 20 rồi nghe cô chú anh chị. Cây này đường kính bầu được 47 cô chú anh chị. Hoành nó được 34 cô chú anh chị. Hoành 34. Dạ. Đợt nó giấc ngọn. Giấc ngọn còn được 14 nghe cô chú anh chị. Hoành 34 giấc ngọn 14. Cây sạch cây lắm cô chú anh chị. Một thân một cốt luôn ha, giấc đọt luôn ha. Đế này là khá đế nghe cô chú anh chị. Đế khá đều. Dạ. Dạ rồi, cái túi quý mã số 5 con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 3.100.000 ha. Con bao phí ship toàn quốc luôn nghe cô chú anh chị. 3.100.000. Đây khá đẹp cô chú anh chị. Cô chú quý. Cái số 5. To. Hàng kiếm lùng lùng thân cốt này giờ khá hiếm rồi cô chú anh chị. Rồi, phép đỡ phôi luôn. Rồi, tiếp theo là mã số 6 nha cô chú anh chị. Lùng lực búp măng luôn hả cô chú anh chị, năm thân ngũ phúc ha. Đây bộ đế dữ lắm rồi cô chú anh chị, một bệ cô chú anh chị. Đây có cũng đế bự lắm nha cô chú anh chị. Bả luôn. Dạ.
bắp tay không của chú anh chị. Đây là ok đã. Cút luôn. Đầy đủ cực lấy chai luôn, không sai luôn cực. Chai khá đế lắm nghe cô chú anh chị. Hàng lùng lực đế bắp bắp thôi chú anh chị. Đế này khá ổn, ok. Tay con, bàn tay, tay con không. Đây rồi, con vô thông số luôn hả cô chú anh chị. Chú quý mã số 6 hả cô chú anh chị. Tổng chiều cao được 32 nghe cô chú anh chị. Số nôm xuống đây được 20 đi cô chú anh chị. Đây đường kính bầu được 67 hả cô chú anh chị. Đây về vô chỗ 7 hả cô chú anh chị. Bản đồ vị trí này được 40 hả cô chú anh chị. Bản 40. Dạ. Đường kính 67, bản 40. Con lùng lực luôn. Cô đặt cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cô đặt nó luôn là được 116 hả cô chú anh chị. Tổng cô đế nó luôn các cỡ 136. Này về vô chỗ 7 hả cô chú anh chị. Hoành 40. Một cốt lên 5 thân ngũ phúc hả cô chú anh chị. Cô đế khá đẹp hả cô chú anh chị. Một bệ luôn. Còn quay nó kêu cầu 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 rồi, giá luôn. Đây rồi, cái túi quý mã số 6 con xin giao lưu với cô chú anh chị là 3.900.000 ha. Bao ship toàn quốc ha. 3.900. Dạ. Cây khá đẹp nghe cô chú anh chị, giá dễ chơi nghe cô chú anh chị. 40 hoành, thân cốt lùng lực luôn hết cô chú anh chị. Một cốt lên 5 thân lùng lực, hàng này giờ khá hiếm hết cô chú anh chị. Rồi, phép đã phôi. Được rồi. Tiếp theo là mã số 7 nha cô chú anh chị, là một cây túi quý nằm lưu ở nằm trong thùng bê nghe cô chú anh chị. Cây này là nó đa thân nghe cô chú anh chị, như cụm gừng vậy đó, nó lên đó ta trồng trong cái thùng đó cô chú anh chị. Đây còn mấy thùng nữa ha cô chú anh chị, về trồng tháo ra con ha. Bởi con tính tháo ra mà thôi con để sợ cái bầu tháo đụng quá, nó không bầu để nó về cô chú anh chị tháo em con. Củ đế dữ lắm nghe cô chú anh chị, hoành lớn lắm nghe cô chú anh chị. Nó nằm trọn lõn từ đây lên tới đây là nguyên cái thùng bê mình hồi xưa luôn cô chú anh chị. Mà chủ nhà ta trồng cũng khéo, cũng cắt cái đít bỏ nó sổ nôm xuống hết. Cứng ngắt hết trơn nghe cô chú anh chị. Hàng này giờ hàng đáng sưu tầm đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị về lọc lại ha. Không thích gì nào mình lọc lại mình ghép. Hàng này mình chơi lên tiện nha cô chú anh chị. Về một chị nghĩ mà cắt lại chứ giết đường cắt luôn. Không, cái này giật giật từ từ. À, dạ, luôn. Về cô chú theo như ý cô chú giật giật lại mấy chi nào không cần thiết mình bỏ lấy chín thân rồi. Đây khá đẹp hả cô chú anh chị, nguyên trong thùng bê trong lõn của cô chú anh chị. Để xuống đây cô chú anh chị nhìn nó sổ cứng ngắt hết trơn, không có thiếu công nào nghe cô chú anh chị. Một bệ nữa nó xuống đây là không thiếu công nào, cứng ngắt kìa. Nguyên một lớp ở trong. Đúng rồi, kệ cô chú anh chị về tháo nó dễ tháo lắm cô chú anh chị. Tháo nhẹ nghe ra chồng sổ nôm chú anh chồng. Cho nổ nhân đây. Đó chờ kìa, để. Quá chờ bộ đế. Kệ khá đẹp ha cô chú anh chị. Hàng đáng sưu tầm của cô chú anh chị. Cũng luôn. Quá trời cái cũ. Bự cao. Dạ. Cái này em đo nhiều vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Đo theo cục luôn. Này đo tổng chiều cao tới mặt ghế này đi hết cô chú anh chị được 84 hết cô chú anh chị. Chiều cao 84. Hoành thân tính ngang đây ha. Được 66 hết cô chú anh chị. Đo nhẹ xuống dưới một xíu à, được 70 ha. Tổng cái củ đặt nó là được 117 ha cô chú anh chị. 117 đi. Đường kính bầu nó 65 ha cô chú anh chị. Sổ dài. Anh đo quanh thằng đây, đo đây đi. Sổ nó được 44 nha cô chú anh chị. Số 7. Giá đó luôn. Cái này con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 14 triệu ha.
con bao ship toàn quốc luôn hết cô chú anh chị. 14 triệu cây số 7. Cây số 7 14 triệu hết cô chú anh chị. Con mày tư quý. Rồi ông phép mình đậu phôi luôn. Cái này dữ quá. Rồi, rồi tiếp theo là mã số 8 cũng là tư quý luôn hết cô chú anh chị. Một thân một cốt hết cô chú anh chị. Đập chủ hay lắc lắc hết cô chú anh chị. Một cốt hết chân hay lắc nhẹ. Này nói chung là con nói cây này là cù clip rồi, clip này con giao lưu sụt giá, giao lưu rút vốn luôn cô chú anh chị. Được, đầy đủ. Cây này chỉ cần ghép đẹp lắm nghe cô chú anh chị. Thân cốt nữa về đánh nó tàn phơm tàn dù chơi cũng đẹp lắm cô chú anh chị. Cây này đế cũng đạt 60% rồi cô chú anh chị. Bán giá rút vốn cho cô chú anh chị luôn. Đế này còn khá đều. Dạ. Đây cũng vậy luôn. Nó có đủ hết trơn cô chú anh chị. Tứ diện. Tứ diện hết trơn. Nhưng mà có một cái là nó không đều, nó không đẹp thôi cô chú anh chị. Đúng rồi. Bán giá mềm luôn cho cô chú anh chị. Mình giao lưu con rút vốn luôn. Cái này đứng ra chắc bán lỗ. Cái cành này mình ghép rất đạt nha cô chú anh chị. Đây rồi con vô thông số luôn hả cô chú anh chị. Tổng chiều cao tới cổ rễ nó được 1m4 hả cô chú anh chị. Đường kính bầu, đường kính bầu nó được 60. Tổng hoành thân nó 38 đi cô chú anh chị. 38. Dạ. Cái này thoát thân tới cổ rễ 67 hả cô chú anh chị. Cái này mấy chi này về ghép bo dễ mau chơi lắm cô chú anh chị. Chỉ cần khá chi cần đó cô chú anh chị. Nếu mà chơi thẳng thì mình cắt ngắn lại chút, chơi lùng lực luôn. Thẳng thì mình cắt ngắn lại. Thẳng ngắn chút xíu chỉ cần luôn. Vô form đầy đủ. Được rồi con này, cây này con xin giao lưu với cô chú anh chị 3.500.000 nữa. Rút vốn luôn cô chú anh chị. Cây mã số 8 hả cô chú anh chị. 3.500.000. Con bao phí ship toàn quốc luôn hả cô chú anh chị. Toàn là bộ là bầu ghim hết luôn nghe cô chú anh chị. Cây nào con có làm sữa dừa thì cũng khó luôn. Rồi phép đỡ thôi luôn. Được rồi. Tiếp theo là mã số 9 cũng là tú quý hả cô chú anh chị. Cây này là con cũng hết tú quý hả cô chú anh chị. Cây này là cũng là cây clip rồi. Có ông khách ông chốt con rồi. Cây lên tới Cần Thơ con cho quay đầu về. Vừa qua Cần Thơ khách nhắn tin nói vợ không cho lấy. Rồi thấy vậy rồi cho vàng về. Ảnh đòi gửi tiền ấy lại tiền xe lại mà con không có nhận ha. Giao lưu không có duyên với ảnh rồi mình giao lưu cho người khác. Cây này đặt rồi clip rồi. Biết bao nhiêu người hỏi con mà con chốt cho ảnh rồi. Sao lấy vợ con thì không cho lấy đó, anh điện anh hồi. Nó thông cảm cho ảnh. Clip này con giao lưu lại cũng giá đó luôn nha cô chú anh chị. Để sổ lần tứ quý một thân một cốt cái này để sổ nôm dữ lắm nha cô chú anh chị. Hàng này hàng đáng sưu tầm hết cô chú anh chị. Đấy ghế to to bự. Dạ. Hiểu luôn. Chi cạnh khỏi chê luôn, điều tứ diễn. Này sổ nôm dữ lắm cô chú anh chị. Cái này đáng sưu tầm của cô chú anh chị. Cái này clip rồi quá trời người hỏi mà cuối cùng bán cho ông anh ở Sài Gòn. Đi bơm về. Nhà nó đi chưa tới chảnh, nó đi mới nửa đường à. Rồi, rồi con vô thông số luôn hả cô chú anh chị. Cây tú quý này là cây số 9 cũng con cây này là hết tú quý cô chú anh chị. Tới cây số 10 là cây mai vàng. Chiều cao là được 1m3 hả cô chú anh chị. Cây này độ sổ nôm nó được 3 độ sổ trong này đi. Hôm này được 37 đi cô chú anh chị ơi. 37. Nó ra đây tới 46 nha cô chú anh chị. Nó nở lắm cô chú anh chị. Có đồ quá. Con tính 38 rồi cô chú anh chị. Chạc xuống. Cái này nó nở hay lè khó đồ lắm. 49 nha cô chú anh chị. Rồi cụ lửng. Sai gì nè. 80 rồi tới 79. Cụ lĩnh được 70 hả cô chú anh chị. Này. Tổng cụ đặt luôn cô chú anh chị. Cho nó vô đây đi. Giờ rồi được 101 hả cô chú anh chị. 110. Cây này đường kính bầu 64 hả cô chú anh chị. Cây này cô chú anh chị về vô vô 7 ha. Cây này sổ nôm đẹp lắm nha cô chú anh chị. Nôm đặt luôn. Dạ. Vẽ to to bự.
đối cây. Đây nó nhỏ hoành mà khá đẹp hết cô chú anh chị. Này, hàng đáng sưu tầm cô chú anh chị, cây đứng lắm nha cô chú anh chị, tại con để cái bàn quay nó hơi nghiêng nha cô chú anh chị. Cứ vậy về trồng sữa làm có cây đứng sững à. Đây mấy anh em đây để hết bàn quay chưa chứ chỉnh cây cho hơi ngay ha. Được rồi, cái mã số 9 là cây tú quý con xin giao lưu với cô chú anh chị là 10.300.000 ha. Bằng cái giá con giao lưu cho ông anh ở Sài Gòn đi, giờ con xin giao lại ha. Cây số 9, ngoài tú quý. 9 10.300.000 hết cô chú anh chị. Con bao phí ship toàn quốc luôn hết cô chú anh chị. Chung clip rồi con kêu là tới 10.700.000. Con giao lưu cho ông anh là 10.300, clip này con giao lưu lại giá đó luôn. Đây này cô chú anh chị về trồng ngay làm con ha, nó đứng cây lắm nghe cô chú anh chị. Anh em anh em lên mà quay chưa biết chim. Thôi rồi con đổ phôi luôn hết cô chú anh chị. Dạ, em đổ phôi luôn. Tiếp theo là mã số 10 là cây mai vàng hết cô chú anh chị. Cái này khá đẹp hết cô chú anh chị. Đây này cái này nó như nổi xù da me với cô chú anh chị. Đây bồ đế khá bồ đế hết cô chú anh chị. Này như lên xù da me, mai vàng ấy nghe cô chú anh chị. Bồ đế nở đều hết luôn nghe cô chú anh chị. Đấy lực lực không rồi cô chú anh chị. Đấy lực to đều gốc nở. Trên này về cành dính quá dữ. Quái chứ cành dữ lắm cô chú anh chị. Đây này cô chú anh chị về gỡ không gỡ mình đánh cái dù trời đẹp lắm cô chú anh chị. Nhạo dính hết trơn cô chú anh chị. Đường nhau tứ diện. Dạ. Đây cho thằng chủ này xù cho me hết trơn cây luôn cô chú anh chị. Đúng rồi, nên xù cho me liệu xù cho me. Bên này phải bể nách hết trơn. Tại loại xù cho me là nó vậy đó, nó bể trơn. Cô chú anh chị bể nách. Đây rồi, con vô thông số luôn hả cô chú anh chị. Tổng chiều cao tới cổ rễ được 100 đi cô chú anh chị ơi. Chiều cao 100. Thoát khăn tới đây được 52 hả cô chú anh chị. Vô hoành vị trí này đi cô chú anh chị, 42 tới 41 hả cô chú anh chị. Để còn chạc nữa. Dạ, nó chạc lắm nha cô chú anh chị. Xuống đây được 47 hả cô chú anh chị. Tổng cái cũ nó về đi 145 hết cô chú anh chị. Đường kính cây này là 68 hết cô chú anh chị. Về vô chỗ 7 hết cô chú anh chị. Cái này chỉ cần cũng khá đẹp lắm cô chú anh chị. Giờ đánh cái dù mình chơi cô chú anh chị. Để nó không thiếu công nào. Cây này đẹp ha. Chỉ cần quá đẹp. Khá đẹp cái nở đều cây này nó ngay cây lắm nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị trồng lên gì giùm con ha. Dạ rồi, cây số 10 con xin giao lưu với cô chú anh chị. Cây này là mai vàng nha cô chú anh chị. Cuối clip con có 5 cây mai vàng nha cô chú anh chị. Cây này con xin giao lưu 4.500.000 nha cô chú anh chị. Ờ, 4.500.000 thôi vừa gửi cây số 10. Con vẫn bao với ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Cây này 80-90 kg nha cô chú anh chị. Bầu riêng toàn bộ nha cô chú anh chị. Đây khá đẹp hết cô chú anh chị. Nói chung mai vàng mà năm nay kêu giá quá mềm cô chú anh chị. Hồi nãy giờ quá đẹp. Đây đẹp nó cũ đều. Rồi phép đã phôi luôn. Được rồi, tiếp theo là mã số 11 là mai vàng luôn hết cô chú anh chị. Cái này lên xù nhiều lắm nha cô chú anh chị. Cái này không cắt giật, cái này lên xù khá nhiều cô chú anh chị. Cái này bể xù nhóc chứ. Bể xù hết trơn nha cô chú anh chị. Bên đây cũng vậy, bể thành tới đọt luôn nha cô chú anh chị. Đây bể, đây nó bể một cục bể luôn nha cô chú anh chị. Chưa, đây từ liền. Khá đẹp thôi cô chú anh chị. Liền bể luôn. Bể trần, bể dài xuống bộ đế. Đây bể trần nha cô chú anh chị. Đế gốc nở. Nè, rồi xuống chảy rồi hả? Xuống chảy. Xuống chảy à. Một cây xuống chảy, đế nó cũ. Xù mà mình kiếm đế này khó lắm nghe cô chú anh chị. Củ đế gì chứ banh vậy cô chú anh chị. Nhằm nó tròn rồi cô chú anh chị. Mình chơi cục thịt nạc không dư tiền rồi cô chú anh chị. Củ chảy, đế nở cũ, bự. Dạ. Góc bự ha, nở to. Rễ đều.
Ê, khá đẹp lắm cô chú ơi, nói chung mây vàng mà hàng sưu tầm gì mình đáng sưu tầm nghe cô chú anh chị. Bự chà bá luôn rồi đó. Lăn nhẹ lại đó. Tên quá trời cái sù, chi cành cũng đầy đủ điều. Khá đẹp lắm cô chú ơi. Cây này chơi lên tiện cô chú anh chị, nó sù chảy từ trên chảy dài xuống dưới nó chảy lên. Đây nó đang lên, ở đây lên nữa cô chú anh chị, lên sù bể bể hết ha. Cây này đẹp lắm. Còn phái là như trái banh nè, cái cổ đế nó chịu không nổi. Cắn bể cái bằng quay. Được rồi, con vô thông số luôn ha cô chú anh chị. Quá chặt đấy. Khá đẹp không cô chú anh chị. Mai xù cũ như chế banh, đế đẹp. Hàng này đáng sưu tầm hết cô chú anh chị, xù trái cô chú anh chị. Con đo tới cổ rễ luôn nghe cô chú anh chị là 113 ha. Cây này đường kính bầu 65 hết cô chú anh chị. Cây này khó khăn mình về đánh cái dù hết cô chú anh chị. Đường kính bầu 65, khó khăn 65 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này con vô mình thân cây này đo hai vị trí cho cô chú anh chị mình tham khảo ha. Cây này nở dữ lắm nghe cô chú anh chị. Đây 45 hết cô chú anh chị. 45. Đây con đo nở nở xuống dưới chạc nó chạc dữ lắm cô chú anh chị ơi cây này. 52 cô chú anh chị ơi. 52. Này con đo tổng cái cũ cho cô chú anh chị tham khảo ha. 145 đi cô chú anh chị ơi. Ở ngoài còn nữa nghe cô chú anh chị. Con chỉ hào hào cho cô chú anh chị thôi nè. Con phái cục thịt nạc nè, bự cục quá trời. Quá trời phơi, nó lên lên sụ lên từ 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 lên lên hết luôn nghe cô chú anh chị. Cũng có bể sụ. Dài đây là nó găng gú hết trơn, từ từ là nó lên bít luôn nghe cô chú anh chị. Cây này tương lai nghe cô chú anh chị. Thường thường mai sụ không có đế này đâu cô chú anh chị ơi. Cây này đế đạt thiệt. Cái mai sù mà đế bự đẹp. Dạ. Được rồi, cái mai sù mã số 11 con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 6.900.000 ha. Con bao phí ship toàn quốc luôn ha cô chú anh chị. Bao phí bao cô chú anh chị cây này bao tiền ship từ 700.000 trên 100 kg cây này. Nguyên bù zin hết luôn nha cô chú anh chị. Được rồi, mã số 11 6.900.000 hả cô chú anh chị? 6.900.000. Dạ. Cái số 11 con ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Sù đế khủng hả cô chú anh chị? Rồi, cái mình đã phôi luôn. Được rồi. Tiếp theo là mã số 12 hả cô chú anh chị? Cái mây vàng lùng lực luôn hả cô chú anh chị? Cái này chỉ cành khá đẹp hả cô chú anh chị? Cây này có một viên, một chi đây nó trùng ra đây cô chú anh chị, con về con phá bỏ nghe cô chú anh chị. Nó trùng chi nhìn nó không đẹp hả cô chú anh chị? Chơi nhiều chi đây không còn nhiều, về cô chú anh chị cắt giật lại xíu ha, rồi mình chơi gin cũng được mà ghép cũng được hết cô chú anh chị. Đầy đủ luôn. Cái củ nó nở như chơi banh vậy cô chú anh chị. Đế lực lắm nghe cô chú anh chị. Nở một bệ gốc, nở gốc. Đủ hết trơn nghe cô chú anh chị. Hay hơn con để trời mưa cô chú anh chị. Bây giờ nó ra nó sình nó còn quá trời. Chứ còn không gà mưa dữ lắm cô chú anh chị. Cây khá đẹp. Dạ. Cây này khá đẹp nghe cô chú anh chị. Cây con đo thử cọng rễ nè. Cọng rễ này dữ lắm nó bự. Đường kính ngang 12 á cô chú anh chị. Đường kính 12. Dạ. Cái bự to. Này đường kính 9 á cô chú anh chị. Rễ mây vàng mà đế lực không nghe cô chú anh chị. Này nó bể xù nách nè nghe cô chú anh chị. Mà con tính cây trơn nghe cô chú anh chị. Con vậy chị cho cô chú anh chị tham khảo thôi. Cây này khá đẹp đúng cô chú anh chị. Mai vàng. Cây này con bao cô chú anh chị trên 130 kg. Bầu ghiên toàn bộ hết nghe cô chú anh chị. Bầu to bự. Cây vàng mà củ đế nở như cho banh nè cô chú anh chị. Tay phun lùng lực luôn, ngập ú. Lùng lực cây này đáng phơm, đáng sưu tầm hết cô chú anh chị. Nó ú nu rồi cô chú anh chị. Được rồi con vô thông số luôn ha. Tổng chiều cao tới đây 72 hả cô chú anh chị? Chiều cao 72. Dạ. Đường kính cây này 75 đi cô chú anh chị ơi. Đường kính 75. Dạ. Nó thất thăng tới đây được 33 cô chú anh chị ơi. Cây này đo hai vị trí cho cô chú anh chị tham khảo, nó nở dữ lắm nha cô chú anh chị. Được 47 nha cô chú anh chị. 47 tính hoành thăng ha. Ở đây nở nha cô chú anh chị 54. Được rồi. Cây này khá đẹp hả cơ chứ anh chị?
Nói chung mai vàng như này con về đấy khủng khủng không cô chú anh chị, bầu lớn không hết cô chú anh chị. Này về vô chậu 8 hết cô chú anh chị. Thôi cô chú anh chị cắt giật đế lại vô chậu 7 cũng được. Rồi, cho đồng số giá lần kia tiếp luôn à. Rồi. Giờ rồi, cây số 12 này ha. Con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 6 triệu 9 luôn ha. Còn bao phí ship toàn quốc luôn, cây này tiền ship cả triệu nghe cô chú anh chị. Cây nặng không chết đấy. Đẹp quá trời nặng, 5-6 người không cô chú anh chị ơi. 6 triệu 9 luôn cô chú anh chị ơi. Bao phí ship toàn quốc luôn, lỡ rồi mấy cây này gặp mấy anh kênh khác là người ta bao chừng 300 cây số. Đúng rồi. Con lỡ con bao bao toàn quốc luôn. 6 triệu 9 cây số 12. Cây số 12 6 triệu 9 luôn hết cô chú anh chị. Một thân một cốt lùn lực luôn hết cô chú anh chị. Quên nữa, quên đôi tay cầm, quên đôi giót đọt nữa mà vàng mà. Tay cầm nó được 19 nữa cô chú anh chị. Nãy quành nó nhiêu ta? 47 hay là 47 giót đọt còn 21 hết cô chú anh chị. Chiều cao 72, quành 47 giót đọt còn 22. Rồi, cây số 12 con xin giao lưu cô chú anh chị 6 triệu 9 ha. Bảo phí ship toàn quốc luôn cô chú anh chị. Rồi, rồi con đổ phôi luôn hết cô chú anh chị. Con mây vàng tiếp theo. Để cục đây. Rồi, rồi, tiếp theo là cũng là cây mây vàng hết cô chú anh chị. Cây này cũ đế dữ lắm nha cô chú anh chị. Rồi, rồi. Cây này đứng cây lắm nha cô chú anh chị. Bồ đế khá bồ đế nha cô chú anh chị, cây này ở trên nó bể xù nách hết trơn nha cô chú anh chị, ở dưới này thì dù do me lên xù nách đây thôi như vậy nó lên cái nách lại lên xù nguyên cục này luôn. Mà cũng báo cô chú anh chị là cây này trơn đi ha, con không có báo xù nha, tại con chỉ cho cô chú anh chị nó ra đây cây cục cục nu cục cục hết nha cô chú anh chị. Cái là nu cái chi cành này ta chặt đó, ta chặt giờ nó ra nu muốn nu cục đây nữa, bên đây nu cục bích thì nó nu dạ bích là nu nu cục cục cây đế không đường tả luôn nghe cô chú anh chị, mai vàng mà đế như củ sứ vậy cô chú anh chị. Đây dữ lắm cái bà đế nghe cô chú anh chị, để chạy cái đều trơn, chạy đều trơn nghe cô chú anh chị, không thiếu luôn nào. Chỗ này nữa cũng có hết nghe cô chú anh chị, đất đầy đủ. Đấy quá trời đấy. Một cốt. Này về mình đánh dù. Cái phom dù ra hai cô chú anh chị. Cái thằng dù khá đẹp của chú anh chị. To bự, đấy quá xá cụ đế của chú anh chị. Mấy cây này đường kính lớn lắm nghe cô chú anh chị. Bầu tới đâu là đường kính tới đó luôn nữa cô chú anh chị. Này cô chú anh chị về chơi cụ đế không dư tiền rồi cô chú anh chị. Được rồi, con vô thông số luôn hả cô chú anh chị. Cái này giót đọt con còn chừng có khoảng 10 nghe cô chú anh chị, vẫn tới kế. Trời ơi trời, đâu có 36 37 vậy. Được 113 nghe cô chú anh chị. Chiều cao 113. Cỡ 113. Thằng này đi. Thằng 68 cô chú anh chị. Cây này đường kính bầu được 76 nghe cô chú anh chị. Giờ vô chậu 8 luôn nghe cô chú anh chị. Cây này đế dữ lắm nghe cô chú anh chị. Trồng chậu 8 đi. Quành 50 nha cô chú anh chị, 50 tính 49 đi cô chú anh chị. Quành 49. Quành 49. Được rồi. Lên xù cho mé cho nó hơi hơi lên cho. Lên khúc này dưới này nhiều giá. Được rồi, cây số 13 con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 7 triệu 200 ngàn ha. Cây này con bao phí ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Cây này về Hà Nội bao tiền ship gần 2 triệu 3. Đội hình con 5-6 người khiêng không nữa cô chú anh chị. To bự. Khiêng ẹt luôn. Giao lưu cô chú anh chị 7 triệu 2 đi. Rồi 7 triệu 2. Dạ cây số 13 hết cô chú anh chị 7 triệu 200 ngàn đồng. Cây khá đẹp cô chú anh chị. Bây giờ cụ đế cỡ này. Rồi phép đổi thôi luôn. Rồi rồi. Tiếp theo mã 14 hay cô chú anh chị. Cây này cũng là cây cú liếp con nghe cô chú anh chị. Một thân một cốt luôn hết cô chú anh chị. Giót đọt còn chừng 13 14 luôn cô chú anh chị. Cây này sổ nôm cao lắm nghe cô chú anh chị.
Đường chi cành nó khá đẹp hết cô chú anh chị, một cốt giót đọt luôn á. Chi cành khá là đều. Cái bằng quay con đạn nó kêu người cò cò. Để hả cô chú anh chị? Tài bóc. Tài con. To. Dạ. Này cọng nào nó, cái cọng ghế này nó treo ra ngoài vậy nè cô chú anh chị, con phá bỏ chỗ gom đặt của đế xuống đây cô chú anh chị. Đế nó gom gom cũng đã khá đấy, khá đẹp hả cô chú anh chị. Đây, thằng một cốt vót đọt luôn hả cô chú anh chị. Cây này nó gần gút dữ lắm rồi cô chú anh chị, trên này gần gút dữ lắm. Cho thông số luôn chưa rồi. Tổng chiều cao tới cổ rễ hả cô chú anh chị là được 126 đi. Cao 126. Dạ. Cây này số nôm được 35 hả cô chú anh chị. Số nôm 35. Cây này thoát thân 35 luôn cô chú anh chị ơi. Cây này đường kính bầu 60 hả cô chú anh chị. Cây này đô bình thân gì đi. 37 hả cô chú anh chị. Nó nhẹ đi. 43 hả cô chú anh chị. Tổng củ đặc nó được 93 ha cô chú anh chị. Được rồi, cây mai vàng mã số 14 con xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa giá 5.1 ha. Thân một cốt luôn hả cô chú anh chị. Rồi 5.1 cây số 14 không bao giờ. Chỉ 100.000 còn bao phí ship toàn quốc luôn hả cô chú anh chị. Cái cây này tiền ship nặng dữ lắm cô chú anh chị. Bự to. Được rồi. Khủng luôn. Rồi clip con cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem kênh á. Con cũng rất chân thành cảm ơn cô chú anh chị xem kênh và ủng hộ cho con cháu, rằng con có động lực rằng săn cây mới về giao lưu cho cô chú anh chị. Dạ rồi, con xin cảm ơn. Rồi chào con, chào cô chú anh chị bạn luôn. Rồi trân trọng kính chào. Rồi cô chú anh chị biết nào thì có kênh.